Hello các bờ rồ đến với Hero Anime. Ở tập 1043 khi Robin nhà ta đang bị yếu thế trước mụ nhện nhện, thì hôm nay chị đẹp sẽ có một pha phản đam siêu khét khiến các anh em phải trầm trồ đây. Tập 1044, hiện thân của quỷ. Maria dùng sức kéo chặt toàn thân của Robin và liên tục tra tấn vào gương mặt chị đẹp. Cái mặt thì xinh mà lại là yêu tinh hiện hình. Nhìn cô ấy bị đấm tơi tả mà mụ nhện nhện máu S-ha gì sao hưng phấn quá chừng. Maria tung ngay quả đấm chí mạng vào Robin. Do kiệt sức nên cô đã thu hồi cơ thể mà dùng những cánh tay tấn công. Tiếc là mụ ta đã cao tay dùng mạng nhện cản phá, đồng thời dùng biển lửa bao trùm Robin. Black Maria điên cuồng tấn công đưa Robin vào thế khó. Sau đó mụ liên tục đấm cô ấy rơi luôn vào miền cực lạc. Robin nhớ về ngày bé bị mọi người gọi là đứa con của quỷ nên đi đến đâu đều bị xua đuổi. Chỉ vì đọc được Bonelip mà cô luôn bị những hải tặc khét tiếng và chính phủ săn lùng. Từng cú đấm của Maria khiến Robin nhớ lại những người mà cô yêu quý đã phải hy sinh vì mình. À ta đấm đã tay quá còn Jin Kimochi khí thế, sau đó còn phỉ báng cô chỉ là đồ thất bại thảm hại. Ta nói người tàn ác thường sống thảnh thơi. Cứ gái to đi rồi sớm thôi sẽ tới công chuyện với chị đẹp. Dứt lời, Dốc liền tạo bức tường băng ngăn cách giữa bọn họ. Tuổi thơ bất hạnh của Robin luôn phải chạy trốn và chịu đựng những lời gièm pha của mọi người. Nhưng đến một ngày băng mũ rơm đã đến giúp cô bước ra viễn cảnh tăm tối. Chỉ cần cười thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Trong 2 năm cả băng xa cách thì Robin đã gặp cô Ala và Sabo. Cặp thanh mai trúc mã còn tranh giành nhau chỉ cho cô ấy học ca ra tê người cá và lăm trào thủ. Robin lại nhớ về sự tin tưởng của Luffy và Sanji với mình. Trước đây cô chưa từng muốn mình mạnh hơn vì người khác, nhưng giờ cô đã muốn học hỏi thêm để giúp ích cho đồng đội. Bằng việc sử dụng sức mạnh từ lòng bàn tay, Robin đã nhá ngay tuyệt kỹ người cá lên nóc nhà, sau đó là phá hủy nó để dập tắt mùi lửa của ngũ Maria. Sát khí của Robin bao phủ khắp nơi, chị đẹp đã bật skill bá đạo biến thành con quỷ thực thụ làm mụ nhện nhện không rét mà run. Maria tính dùng nọc độc tấn công nhưng ngay tức khắc bị Robin khóa chặt tứ chi, này thì nhờn với chị mày hả? Vì những người anh em chí cốt mà Robin sẵn sàng hóa thân thành quỷ giữ vặn nát xương cốt của ả ta, hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty à cương. Đám đàn em còn tưởng Maria đang chiếm thế thượng phong mà cười khái chí. Mụ nhện có một pha chơi lầy thì một đời bốc xít, nên Robin đã cho ả ta thành công trong việc chuyển kiếp. Bọn đàn em nghe tiếng kêu chói tai nên lo sáp dâu hóng chuyện thì một phen tá hỏa khi thấy Maria đang nằm cắn lưỡi. Robin tiện tay đập phăng chiếc tường và nhường sân khấu cho anh bạn già giúp lũ các ké đi niệm cùng ả Maria. Cuối cùng cả hai đã hoàn thành xuất sắc công việc lọc men tại Wano. Karimu tự hào vì đã dâng hiến một tháng thức ăn cho đại ca lù nhưng anh đây chắc có quan tâm, còn vừa ăn vừa nói làm đầu xoăn chẳng nghe được rằng lo vẫn chưa ngỏ. Trong khi đó, Momo đã cầu xin Shinobu biến mình thành người lớn để đưa Luffy lên Onigashima một lần nữa. Nếu làm vậy thì cu cậu sẽ không thể quay lại hình dạng cũ và sẽ mãi mãi là mặt phụ huynh nhưng tâm hồn học sinh. Bất chấp tất cả, Dâm Long vẫn tha thiết Shinobu giúp mình làm điều đó. Ở tập sau chúng ta sẽ được chứng kiến sự trở lại của các idol giới trẻ. Muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh cho tụi tôi đó nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại mấy bấy bể. Hết phim rồi các bạn nhỏ à. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những tập tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích video này, hãy like, chia sẻ và bật chuông thông báo cho bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết tập phim hôm nay.